xin hân hoan chào đón quý vị quan khách đến chung vui trong lễ vô quy của cô dâu lời em Thanh Duyên cùng chú rể Văn Thoảng ngày hôm nay. Xin kính chúc cho các quý của ông thì sống lâu trăm tuổi, các quý của bà thì sống đến tập bạc răng long, quý cô quý bác của anh chúc cho lời chúc sức thành dẻo dai, quý cầu quý mợ quý hai chúc cho lời chúc ngày mai lắm tiền, nam thanh thì lấy được vợ hiền mà nữ tú thì lấy được chồng liền tháng sau, còn các cháu nhỏ lâu tàu chúc cho các cháu ngày sau nên người, cuộc sống thì luôn rộn tiếng cười mà luôn đạt ở điện mười nội dung. Vâng, xin kính chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta bách niên dài láo trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý trân trọng và kính mến, và nói rằng là ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ và ai mở đường cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Nhìn nhau thì chẳng biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắt cầu tình yêu. Và em đây Khánh Huyền với anh Hoàng Thực sẽ được làm ngọn gió xé chiều để từ vùng ngọn đường tình yêu của đôi bạn trẻ bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây ban tổ chức sẽ không để quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa. Sau đây ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt nhỏ nhắn xinh xắn của mình về phía cánh cổng hoa, nở ra một tràng pháo tay chào đón lời tân lang tân nương tân gia nhân hạnh phúc nhất dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu lời em thế nên cùng chú rể Văn Thẳng trong buổi trưa ngày hôm nay nở ra một tràng pháo tay chào đón là quý vị ơi. Và giữ tay anh thật lâu đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng ngày hôm nay yêu nhau thì mái núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi mà mái đèo anh cũng qua, yêu nhau chẳng quản ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết mà phòng ba anh cũng liều. Vâng, cô dâu và chú rể đang nắm chặt tay nhau với khuôn mặt rất là rạng ngời và hạnh phúc, chúng ta hãy vỗ tay để chúc mừng cho cô dâu và chú rể nào quý vị ơi. Vâng, quý vị, trên sân khấu chính là chú rể Văn Thoảng đẹp trai và cô dâu lời em xinh gái của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cúi chào tất cả quý vị và ngày hôm nay ạ. Xin kính mời ạ. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, phải nói rằng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, phải đào sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con để có được những ngày hôm nay, nhà công nuôi dưỡng của những bậc làm cha, những bậc làm mẹ. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin là trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của hai bên gia đình, bên phía bà đàn họ nhà gái, đó chính là có bố Lò Văn Toàn, mẹ Lương Thị Anh. Một lần nữa ban tổ chức xin là trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà trai có ông Lò Văn Hình, bà Lò Thị Piếng và song thân của chú rể đẹp trai của chúng ta ngày hôm nay sẽ lên đứng trên sân khấu cạnh con trai yêu quý của mình. Xin kính mời ạ. Kính mến và sự hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây đó chính là đại gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Để tỏ lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nghiêng mình và cúi một cái cúi chào thật sâu đi ạ. Chúc sinh lại chú do an mi đồ trai, tà nát mi đồ nhinh nhinh xếp bét phiền xào, trai sao phì phiền báo, sau an hoa nhâm trang lấy hình cần, ổ men quam cần, hai mi mà ơ phú gia tà mai, sòng phải cho hơn, trắng kiếm mắt hà lầy, mưa đi bên chân, mưa bọt bên nham, mưa hai kiếm ma, mưa phà trắng hai kiếm lầy, trắng kiếm phát kiếm đó, kiếm phát kiếm hòm, mưa trên khó hật, làn hoa, lấy phiền phố, phiền miếc gặt, trên cũng tập rút cho ra, tàu tà tờ nai, hai mi mà ơ phú gia tà nai, sòng phải cho hơn, trắng cáo mới hợp, phí nọ mặt tương, เอากันมาแก้ตอมหอมมนไข่กับบุ้มีหางอื่นเสื้อเอาตังหนาทุตาตาหน้าสองไฟโชว์เงินชมเบิ้งหับพี่น้องหอมเฟืองเอากันเห่าขั้นมันซึ้งใจกินผัดใต้ในชาติอาชาก้อนนับพี่น้องเนอเชื่อใจหลายประเมศพี่น้องหอมเฟืองชุดหลานควาตัดสุดแท้บานโตชื่อเชิงชิงเตลเมอร์สลายตังหนาตังตาเฮอชวดแก๊งบาลอยฟัวมีหอมเมอร์สลายมีความฟ้าแต่ลำฟ้าหอมประเมศจุกผู้จุกก้อนเฮาชนะประเมศพี่น้องไว้สักบอลผู้ซาควากระเจงสิงในรูเป็นผู้ชายก็ผู้เป็นเคยห้องมันเอเมอร์ท่องบอลแต่นายกว่ากระเจงสิงในรูเป็นผู้หญิง
cứ phủ bền bờ hông mà đi mớ sang sòng từ năm qua cả cháu lại nhớ lòng cuộc lại à nhớ hoàng và lại thầu mà tiếc bò tiếc mẹ lại hơn nhớ hoàng trước em xử lại hồng cứ bỏ mà đi xin bên tuổi bị phả mà nhớ chầm sao nhưng cứ dệt bền chào trai cứ giao bền bảo tháp mà về sao qua lại bản về tản chu lại mương thế sườn cốt lờ kiểu một con a chứ đang sòng từ năm qua cứ chế độ mặc mèn quén pham cần chào hỏi cần về số chính quyết hoàng phồng ủi bàn dân mương qua cả chẳng nhằm giống một lành công nhân ở sầm nào hao chứ để phiền phủ ún phành phiền mía banh ún chứ để ún chờ hằng thầu chứ ăn phú gia tận ai chẳng kiếm mà lẩy một lì bên chân mười sàn bên chết mười lẹp chém nham cả chẳng tổ chức giấy pháp cửa lòng hở sầm tận nào hao chứ để phiền lồi sắc lòi phiền bất bấy chứ để phiền lồi sắc lòi cái bấu xìa chứ để phiền lồi phố mía ống mình hằng thầu chứ ăn chẳng lẩy cáo môi hoạt ở ý rồi bác đồng mòn nằm mà và lúc người tắc phà nằm tê cái tàu vì lòng hầu chậm chần điền bìa chân là cả ma hoặc cả băng trên nào vỉa hè bầu hút trà băng trên nào vỉa ha bầu ổ thế này chúc một làn cả bơ mi sàn hờn xưa cho chiếc mơ ở tết lại của mẹ vì lòng hầu phụ lòng khảo khoan được xiềng sờ phụ lòng dây bìa bản nhường tướng chờ bàn phụ lòng dây bìa bước nhường tướng chờ hồ phụ với cả lệ tướng bàn khòng phụ rú nòng rú na tướng bà tổ màu phụ là liệng luôn tàu hở nhớ sùng bàn phụ là liệng luôn làn hở bò phong nhát hồ phụ là hết biết chú sáu lời chúc hoa phong sáu lần nấp bỏ mẹ phía đông đó. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý trân trọng và kính mến, phải nói rằng là yêu nhau chẳng quan xa gần, cầu không tay vịt cũng đần mà sang, yêu nhau chẳng quan ngại đường xa, lá vàng cũng quyết mà phòng bà anh cũng liều, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc của mỗi con người, và khi yêu, hai trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập, vừa tâm hồn sẽ cùng chung sự đồng cảm. Và để giờ đây, lớp bạn trẻ của chúng ta cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và ngày giây phút này đây, ban tổ chức sẽ không để quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa. Ta hồng thắm đường từ đây, tình trao duyên mới của cô dâu lời em sẽ duyên cùng chú rể văn phẳng trong buổi trưa ngày hôm nay tại gia đình họ nhà gái ngày 22 tháng 12 năm 2023 tức ngày mùng 10 tháng 1 năm Quý Mão. Buổi lễ vô quy của đôi bạn trẻ xin chính thức được bắt đầu. Nở ra một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Quý vị sẽ cùng hướng tầm mắt về sân khấu để chứng kiến giây phút đẹp nhất, thiêng liêng nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Đó chính là đôi bạn trẻ trao nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta chính thức nên vợ thành chồng. Xin mời quý chúng ta sẽ đứng lên phía trước ạ. Xin mời hai em sẽ trở về phía trước một bước ạ. Vâng, bây giờ xin mời chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu và cô trao nhẫn cưới này cho chú rể ạ. Dạ vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin hỏi nhờ chú rể là chú rể sẽ với tư thế nào trao nhẫn cho cô dâu ạ? Hãy giơ những chiếc smartphone 1280 đen trắng của mình lên để quay lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô dâu và chú rể ngày hôm nay quý vị ơi. Vâng, xin mời cô dâu sẽ trao lại chú rể chiếc nhẫn ạ. Vâng, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối để chứng minh cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Quý vị đang cùng chứng kiến cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Chiếc nhẫn được đúc thành hình vòng tròn cho tượng trưng cho tình yêu của họ, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Một lần nữa chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho con dâu quý vị, chú rể nào quý vị ơi. Dạ vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu và món quà thứ hai đó chính là món quà đến từ em trai của cô dâu ạ. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ạ.
vâng, kính thưa tất cả quý trân trọng và kính mến phải nói rằng là ngày xưa thì pháo nổ vang trời và ngày nay thì mẹ có lo lời dặn con. Sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con cho tốt để cho ông bà bố mẹ đều vui. Vâng, tiếp theo xin mời món quà đến từ gia đình anh Huy Hường và gia đình bác Lương Tân, xin kính mời ạ. Trường đều qua, hấp tự nhiên lại bướng léo à, phả lông qua. Còn biết trường lành sành hùng, mất là lớp vùng khá ở sòng tờ nòng hóa bà đi mở. Tờ đà mở, họ gặp tập trường phả bước sang nhớ chứ lại bảo của mẹ phía đông ơi. Vâng, một lần nữa thay mặt cho hai con xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và người thân bạn bè đã gửi đến những món quà thật sâu sắc và ý nghĩa dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc cho cha mẹ của cô dâu và chú rể của chúng ta vạn thọ trường an. Dạ vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng tiến về phía trước một bước, tiến về tháp ly tình yêu để chúng ta dắt chai champagne lên tháp ly tình yêu. Xin mời hai em ạ. Mình sẽ khuy ra chai champagne đầu tiên. Xin mời chú rể sẽ cầm chai champagne lên lắc thật mạnh và lắc thật sung ạ. Một tràng phát tay thật lớn của vũ cho chú rể đi quý vị ơi. Xin mời chú rể lắc bên phải và lắc bên trái, lắc vào tương mắt nhà của anh Hoàng lên nhé. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Đặc sự lần đầu tiên làm chuyện ấy, nhưng mà chú rể của chúng ta bật nắp rất là thành công đúng không ạ? Trong một khắc nghĩa dài trăm năm, những rượu hồng đang được chảy xiết, được ví như là nước, như là mật ngọt, nước để tưới tiêu và mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống từ nay và mai sau. Dạ vâng, như vậy là chai champagne đầu tiên đã được rót lên tháp ly tình yêu. Và ngay sau đây xin mời hai em tiếp tục chai champagne thứ hai. Xin mời chú rể với sức mạnh khéo léo của mình sẽ khuy ra chai champagne thứ hai. Một nửa sẽ rót lên tháp ly tình yêu và một nửa sẽ rót ra 6 chiếc ly mà bàn tổ chức đã được bày sẵn để dâng lên những bậc làm cha, những bậc làm mẹ, những ly rượu hiếu, những ly rượu tình. Xin mời hai em ạ. Chén rượu đầy, miệng anh chơi nhất mà lòng đã chơi suốt cả cuộc đời à. Vâng, tiếp sau đây xin kính mời cô dâu và chú rể sẽ nâng những ly rượu hiếu rượu tình lên hai đấng sinh thành ạ. Kính mời ạ. Chưa thiết lại, bà mẹ phía đồng hợp sường hốc của nhà hù, cùng ở điện sức lán phút sùng, cùng ép điện tảnh ó sắc bó lấy lương
về chứng bài hờ nà viên đi từ đầu mới lấy sớm mây cô bên cười chở sóng chén lầu khó hòm mây phục bên ta bên ai cô bên vợ chở sóng chén lầu khó hòm mây phục bên tú bên ra và hai ly còn lại thì xin mời em sẽ cùng uống chén rượu ra vôi. Xin mời em sẽ tiến về phía trước một bước ạ. Quý vị ơi, hãy rót đầy ly rượu của mình để chúc mừng cho con nhau và chú rể ạ. Sẽ quay mặt vào nhau ạ. Sẽ quay mặt vào nhau và ngót tay vào nhau để uống chén rượu ra vôi ạ. Xin tất cả quý vị khán giả, quý vị quan khách sẽ cùng đứng lên là rót đầy ly rượu của mình ạ. Dạ vâng, và ngay sau đây thì xin mời hai em sẽ về chỗ của mình ạ. Quý vị ơi, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể vì chúng ta sẽ cùng đứng lên để uống chén rượu hạnh phúc có được không quý vị ơi? Và mẹ phía đông ơi, mà đi cả mắt kia là lầu chung khung chung cuốn ở dòng cái nòng hót mà đi mà ứng sáng sớm đủ làn qua dù các bạn tổ chức chương trình chứ để sọ cả mây tiếng lại của mẹ phía đông ho ông căng tấn cần kiếm chén lầu chém cho chứ hơn chứ để bảo của mẹ phía đông ho ơi. Xin mời quý vị sẽ cùng đứng lên ạ. Mình đi cả nào em mắt kia lầu ho đang lại mắt cả chỉ bảo uống nào căng tấn cần đấy của mẹ phía đông ơi. Mày lúc chân trái ơi, ông căng tấn khẩn kiếm chén lầu chém cho chứ hơn đấy nè. Anh chị em ơi, số bếp bả chân nhím các khón, đào văn tín khiên kim sơn lầu chứ này báu. Dạ vâng, hôm nay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau, tạo thành hình chữ U để cho nhà nhiếp ảnh ra nhà camera nghe lại khoảnh khắc tuyệt vời. Từ bây giờ hai gia đình đã trở nên là một, chúc cho mối tình thông gia của hai gia đình sẽ trở nên càng ngày càng thắt chặt ạ. Quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa? Nào cùng hô nào. 2, 3 à mất kia lại cái đó. Xin vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng trở về phía dưới để chúng ta cùng uống chén rượu hạnh phúc